Thank you.
bạn ơi. Vậy là mình đã giúp con mình dằn mặt được trẻ trâu không cho mình ăn kem, mà mình đã làm cái kem siêu ngon khủng bố cho mình rất là vui, ăn rất là ngon, và trong cái tâm của mình rất là cảm thấy sung sướng hạnh phúc khi đã giúp cho con mình được có được cái kem ăn theo cái sở thích của mình. Nếu bạn hay hữu ích thì cho mình xin một like, chia sẻ nhé, một đăng ký nhé, cảm ơn bạn nhiều nhé.